biệt là vô ơn với những người mà gần mình. Mình biết ơn bao nhiêu người thì lãnh thổ của mình nó rộng bấy nhiêu. À, những người nào mà chúng ta không có gắn kết được với cha mẹ, thực ra là mình chưa biết ơn đủ. Và những người mà vô ơn thì chúng ta cô đơn. Ứng dụng hay là đúng hơn là sức mạnh của lòng biết ơn, là chúng ta biết ơn người nào thì chúng ta kết nối với người đó. Hãy ghi chữ vào chữ kết nối. Bởi vì tôi thích nói trường ngược lại, là khi mình thiếu sự biết ơn, hay nói mình nói từ khác là vô ơn, khi chúng ta vô ơn với người nào thì mình từ từ mình cách xa họ ra. Mình càng vô ơn thì mình sẽ càng cách xa họ. Cho nên để yêu thương một người thì cái lòng biết ơn nó sẽ khiến cho con người họ gắn vào với nhau. Kể cả họ không có trí thức, kể cả không có trình độ, không có học thức, nhưng mà nếu mà họ biết ơn các anh chị thì các anh chị sẽ gắn kết với họ. Rất hay. Và lòng biết ơn thì không cần trình độ, bất kể người nào cũng có thể sử dụng được lòng biết ơn nếu chúng ta biết cách. Cho nên là chút nữa tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cách mình có thể dùng, và mình biết cách dạy con mình để nó có được cái lòng biết ơn đó. Và chính cái lòng biết ơn làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc viên mãn mọi người nhé. Hệ quả thứ nhất của lòng biết ơn đó là mình biết ơn đến đâu thì lãnh thổ biết đến đó. Mình biết ơn cha mẹ ông bà ở trên, biết ơn em út con cái bên dưới, biết ơn cấp dưới, biết ơn bạn bè đồng nghiệp là cấp ngang. Vậy thì lòng biết ơn của chúng ta nó có thể đi bất kể chiều nào, trên, dưới, ngang. Chúng ta có thể biết ơn. Chút nữa tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Cho nên là việc đầu tiên đó chính là lãnh thổ của chúng ta. Mình biết ơn bao nhiêu người thì lãnh thổ của mình nó rộng bấy nhiêu. Điều số 2, lòng biết ơn là nó kết nối, nó gắn kết mình với người biết ơn, với chủ thể mà mình biết ơn. Đây là điều cực kỳ tuyệt vời. Những người nào mà chúng ta không có gắn kết được với cha mẹ, thực ra là mình chưa biết ơn đủ. Và những người mà vô ơn thì chúng ta cô đơn. Hậu quả của vô ơn là cô đơn. Trên hầu hết những người mà chúng ta ế hôm nay mình nói chủ đề dạy con mà nói đến ế thì nói làm gì đúng không ạ? Bọn ế nó không có ở đây. Hôm nay chúng ta toàn cha mẹ ở đây đúng không ạ? Không có ế. Bọn ế đó là do vô ơn. Đặc biệt là vô ơn với những người mà gần mình. Họ vô ơn với cha mẹ này, vô ơn với thầy cô, vô ơn với sếp, vô ơn với đồng nghiệp, vô ơn với những người bạn. Mọi người nhá. Cho nên đó là một trong cái yếu tố đấy. Những người học DCI rồi chúng ta sẽ biết là vô ơn đó, xa lánh cha mẹ là cái vòng tròn đồng tâm số 5. Nó nặng lắm. Hạt nó rất nặng. Rồi. Một trong những tác dụng nữa của lòng biết ơn đó là chúng ta có cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Những người tràn ngập lòng biết ơn thì họ sống cuộc đời họ vui lắm. Đúng không ạ? Vui tươi lắm. Đấy là lợi ích của lòng biết ơn, được chưa ạ? Rồi. Vậy thì tôi nhắc lại là lòng biết ơn này không chỉ là dành cho con của mình đâu. Thực tế mình, chính chúng ta chúng ta cũng sẽ thực hành. Rất nhiều người coi lòng biết ơn là một cái gì đó rất là xa xôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi có một cái sở trường, đó là biến những cái thứ rất là phức tạp trở nên đơn giản, biến cái thứ lý thuyết nó trở đi vào cuộc đời, nó thành cách ứng dụng. Và tại vì tôi rất thích cái ứng dụng. Học nhiều mà không dùng được thì nó cũng phí, hoặc nó mất thời gian lắm. Cho nên là tôi chia sẻ theo những gì mà tôi học được và những gì tôi đang ứng dụng cho những đứa con của mình. Tôi có 3 đứa con. Con trai lớn của tôi năm nay 17 tuổi, đứa thứ hai con gái 14 tuổi và đứa thứ ba thì 6 tuổi. Đứa con trai và đứa con gái, cả hai đứa con tôi nó đều trong độ tuổi dậy thì, đúng không ạ? Đó là một độ tuổi mà mọi người hay gọi là nổi loạn. Nổi loạn đấy. Còn đứa thứ ba thì cháu nhỏ mới đi học lớp 1. Tuy nhiên là tôi lại có được một cái biệt tài, đó là tôi làm bạn với con của mình. Tôi trở thành bạn của những đứa con của mình. Vui lắm. Bá cổ, bá vai, ba rồi
nói chuyện rồi nhõng nhẽo rồi vui. Và bởi vì một trong những lý do lớn nhất, cả ba đứa các anh chị nhé, cả ba đứa, các cháu đều có lòng biết ơn rất tuyệt vời. Dạy 4 bước gieo hạt thì là chuyện nhỏ rồi, nhưng mà chỉ cho con mình cái cách thể hiện lòng biết ơn và nói cho biết, cho các cháu biết cái lợi ích, các cháu vui, vui lắm mọi người. Cho nên là đấy là tôi thấy là thì hóa ra nó không khó như mình nghĩ, nó không khó như mình nghĩ. Cho nên là đây là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu rằng là chính cá nhân của tôi cũng lúc đầu cũng hơi vất vả lắm mọi người nhé, vất vả đấy chứ không phải. Tại vì để giải thích được cho nó hiểu theo ngôn ngữ của trẻ, nó không dễ. Và chính lúc đầu tôi không hiểu hết cái ý nghĩa của lòng biết ơn cho đến khi học cấp độ 12. Còn lúc trước mình nói biết ơn thì biết ơn thì biết ơn, đúng không ạ? Thì cùng lắm mình nói biết ơn chứ bây giờ làm nào giờ, okay. Vậy thì chính người lớn mà chúng ta còn chẳng biết nữa thì làm sao mà con mình nó biết được.